ơn em, lại Mạnh nhà mình đây. Lời nói thân thương đầu tiên cho bạn Mạnh xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ mang lại cho mọi người một con Vario 2023. Màu này là màu xanh xi măng nha các bạn. Thì nó phù hợp cho cả nam và nữ luôn, thì sẽ khá là phù hợp cho những bạn nào là mệnh thủy nha các bạn. Đầu tiên đó là về phần ốp đầu nè, đã sơn là màu xanh xi măng nè, về phần mặt nạ cũng là màu xanh xi măng luôn. Ở ngay chỗ cái bắt bản tên ở phía trước á thì nó là màu đen nhám nha các bạn. Về trước á là màu xanh luôn này nha. Xe này á được trang bị á là mâm Vario mẫu 150 nha các bạn. Thì cái mâm xe này á là mâm màu vàng đồng, thì con này là con phiên bản khóa thông minh nha các bạn. Đó, phục trước là màu đen nhám. Heo dầu vẫn sử dụng là heo dầu Tofuco nha. Đĩa vẫn là đĩa của Vario 150. Thì ở những cái con xe Vario như thế này á, các bạn lưu ý một điều á, là nó sẽ luôn luôn không bao giờ tắt đèn đường nha bạn. Khi các bạn khởi động á, đèn nó sẽ luôn luôn sáng đó. Thì con này á, là ổ khóa thông minh, thì nó giúp cho bạn sử dụng khá là tiện lợi. Thêm với đó nữa là độ bảo mật rất là cao nha các bạn. Và mặt đồng hồ á, thì vẫn như đời trước thôi, báo số và báo lỗi FI, báo những cái thông số các bạn quan sát nó cũng rất là dễ dàng ha. Về phần học xe á, thì ở con Vario đời mới này á, thì nó sẽ có cái học ở phía trước và bên trái và cả bên phải luôn. Cái học bên trái á, thì nó sẽ cho các bạn á, là đựng đồ sâu hơn. Thêm với đó nữa là các bạn sạc điện thoại bất cứ lúc nào cũng được hết ha. Thì đây là một điểm á, khá là tiện lợi trên con xe Vario của mình luôn. Về phần sàn xe á, thì các bạn ngồi lên á, thì nó cũng khá là ok ha. Không phải là rộng lắm nhưng mà cũng rất là thoải mái nha các bạn. Đó. Về phần yên xe á, thì nó cũng rất là rộng cho người ngồi lái nè và cả người ngồi sau nữa, và yên thì cũng rất là mềm nha. Về phần cốp xe thì nó rộng khoảng 20 lít nha các bạn để đồ cũng rất là thoải mái. Về phần thùng xăng của mình nè thì nó khoảng là 5 lít nha các bạn. Đó. Ốp sườn sau á thì nó đều là màu xanh hết luôn nha. Trên đây có chữ Vario này các bạn, sàn dưới đây là màu đen. Đó, ốp sàn đó là màu đen. Về phần động cơ xe này á mình rất là thích luôn nha các bạn. Ở đời mới này nó đã cải tiến cái phần động cơ so với lại đời cũ rồi. Và nó cho những khách hàng người ta trải nghiệm nó khá là ok về cái phần động cơ như này. Từ lúc mà ra mắt tới bây giờ mình đã bán rất là nhiều xe rồi. Có những khách hàng đã chạy tới 15-20 ngàn cây luôn. Nhưng mà cái nồi vẫn còn im luôn nha các bạn. Nó không có tiếng động bị gào xé gì hết. Đó, so với lại đời trước là nó cũng có cải thiện rất là nhiều luôn. Và xe này thì cũng có lên một cây phục Racing Boy ở phía sau nữa các bạn. Đó, phục tăng chỉnh bình dầu luôn nha. Và các bạn lưu ý nha, khi các bạn sử dụng dòng xe này á thì các bạn phải để ý cái phần nước mát của xe nha. Hôm trước có một chị kia chỉ chạy ra đây á, chỉ cái xe của chị rất là kêu luôn, mà chị nói là xe nó bị nóng nữa. Thì xe của chị từ hồi mua tới bây giờ á là gần 20.000 cây rồi, nhưng mà chị không có bảo dưỡng nè, rồi cũng không có châm nước mát gì hết các bạn. Thì ở ngay cái xe của mình á, thì ngay chỗ này nè nó có một cái két nước nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Và trên đây thì nó có cái bình nước phụ. Thì khi mà xe của các bạn chạy một thời gian tầm khoảng 3-5.000 cây á, thì nước nó sẽ hay bị hụt. Thì khi mà bị hụt các bạn kiểm tra để biết có hụt hay không á, thì các bạn dòm vô đây. Trong đây nó có cái lỗ nè, các bạn chỉ cần lắc lên lắc xuống như thế này thôi là nước nó sẽ chuyển động lên xuống. Thì các bạn sẽ biết á, là cái xe của mình á, là nó còn nước hay không, thì các bạn sẽ châm nước vô. Thì để tránh tình trạng á, mà xe của các bạn á, là nó bị hết nước và nó xảy ra cái hiện tượng là lấp bê luôn nha các bạn. Đó, hôm trước là cái chị đó xe chị hết nước luôn, nó kêu rất là lớn luôn. Và chỉ tốn tiền thay thế rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, nên các bạn phải để ý cái phần nước mát này nè. Đó, thì mình sẽ nói sâu cái phần này để cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi, thì con xe này thì hiện tại đang có giá là chỉ có 47 triệu thôi nha các bạn. Giá xe đã bao gồm thuế VAT hết rồi. Các bạn cần tư vấn thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình dùm cho mình ha, 0348 777 999 ha. Và đối với những bạn nào mà chưa đủ tài chính để mua tiền mặt thì bên mình có hỗ trợ trả góp luôn nha. Chỉ cần trả trước tầm khoảng từ 4 triệu trở lên thôi các bạn có thể sở hữu được rồi. Và thủ tục mua góp thì cũng rất là đơn giản nha các bạn. Chỉ cần một cái căn cứ công dân có chip hoặc là một cái chứng minh thôi là các bạn có thể mua được rồi. Thì bạn nào từ xa đi qua bên mình sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng xe cho bạn nha, từ 300 đến 1 triệu. Thêm với đó nữa được tặng combo 8 món quà trị giá 1,5 triệu nha. Rồi, anh em cần tư vấn cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình dùm cho em Mạnh nhà mình nha. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của em Mạnh ha. Và em Mạnh hẹn mọi người gặp lại ở các video tiếp theo nha. Bye bye.